ga chiếc xe đạp chọc sườn. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó